Trong kinh văn Ở trước chúng ta đã đọc đến Kỳ thượng bối giả Xã già khí dục Nhi tác sa môn Đến chỗ này mới giảng được một câu đầu của kinh văn Xã già khí dục Nhi tác sa môn Thượng bối phải lìa gia đình Rời xa gia đình là sao? Là xuất gia, khí dục, ly dục giả Nhất định buông xả tình dục Vì sao? Vì tình dục là nguyên nhân của luân hồi sáu nẻo Luân hồi sáu nẻo từ đâu đến? Chính là tình thân, dục vọng của chúng sanh quá nhiều thế giới này trở thành luân hồi sáo nẻo quý vị hỏi họ vì sao có thể trở thành luân hồi sáo nẻo điều này trong kinh đại thừa phật thường nói cảnh tùy tâm chuyển cảnh giới bên ngoài tùy theo tâm mà chuyển do vậy có thể biết tình dục là nhân tố thứ nhất Tạo nên hình tướng của sáu nẻo. Chỉ cần có tình, có dục thì sáu nẻo sẽ hiện ra. Nếu như tình và dục không có nữa, đoạn được rồi, nói cho các vị là sáu nẻo không còn nữa. Tình dục nếu được chế phục, chưa đoạn Quý vị vẫn còn ở sáu nẻo Nhưng quý vị không ở dục giới Quý vị đến sắc giới Do vậy có thể biết Tình dục rất nghiêm trọng Thứ này không buông xuống Dục giới rất khổ Trời sắc giới so với dục giới Thù thắng hơn rất nhiều Rất nhiều đây là điều chúng ta không thể không biết không thể không biết được đây không phải là thứ tốt thế nhưng người thế gian lại tham luyến không ai bằng lòng buông xuống chúng ta nên biết đạo lý này từ vô thị kiếp thì chúng ta đã vì điều này mà đọa lạc trong luân hồi sáo nẻo. Đời này gặp được đại thừa, gặp được Tịnh tông mới hiểu được việc này. mới biết được từ vô lượng kiếp ở trong sáo nẻo chịu biết bao nhiêu là khổ, chịu bao nhiêu là nạn đều là vì hai chữ này. Sau khi hiểu được Thì chúng ta mới thực sự bỏ xuống Thực sự buông xuống Gọi là xuất gia Cho nên xuất gia Không nhất định xuất gia trên hình thức Ở sau niệm lão đều nói đến Nhi tác sa môn Sa môn chính là người tu hành làm một vị tăng luận tỳ bà sa có nói gia thị phiền não nhân phu xuất gia giả vì diệt cấu lụy cố nghi viện ly giả gia có nhà là có phiền não cho nên chữ nhà này văn tự của trung quốc rất hay nó là phù hiệu của trí tuệ trên toàn thế giới không tìm được nhà thứ hai chúng ta đem chữ nhà này dùng chữ triện để viết thì quý vị đã rõ vừa nhìn thì đã hiểu được ý nghĩa của nó cái che ở phía trên dùng chữ truyện viết thì giống như một cái phòng giống cái phòng giống như vẽ một cái phòng vậy trong phòng là cái gì là một con heo tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho ý nghĩa mê hoặc điên đảo văn tự trung quốc là phù hiệu của trí tuệ quý vị tuy không biết đọc như thế nào nhưng quý vị nhìn hình dáng của nó là có thể hiểu được ý nghĩa trong cái phòng nhỏ là một con heo cho nên chữ này có ý nghĩa không hay không phải là một việc tốt Lão Tổ Tông Dùng loại phù hiệu này Chính là luôn luôn nhắc nhở chúng ta Nhà không thể lưu luyến Lưu luyến thì vĩnh viễn không ra được Luân hồi sáo nẻo Thật sự là nhân duyên của phiền não Vậy còn xuất gia Xuất gia là vì gì Cấu là ô nhiễm Lụy là mệt mỏi phiền não Nói cách khác Là vì diệt phiền não Cho nên thoát ly ngôi nhà này Rời xa Quan trọng nhất là trong tâm rời xa Sự không sao cả Sự là cái gì? Sự sự vô ngại Chứ ngại nhất chính là ý nghĩa trong tâm có trên mặt sự đã xuất gia rồi nhưng tâm vẫn còn như vậy là chưa xuất gia có thể tạo nghiệp càng nặng trái lại không bằng cương sĩ tại gia học phật họ thật sự buôn xả gia đình thật sự đã không còn ô nhiễm cao minh cho nên trong phật pháp nói nhà nhà có ruộng đất nhà có phiền nặng nhà có sanh tử nhà có luân hồi quý vị ra khỏi nhà nào nhà có ruộng đất chính là của người bình thường chúng ta bây giờ cái này không quan trọng mà nên ra khỏi nhà phiền nặng phải ra khỏi nhà sanh tử ý nghĩa xuất gia này thật thâm sâu xuất cũng có bốn loại thứ nhất Thần xuất tâm bất xuất, thần xuất ra rồi. Nhưng trong tâm ngày ngày vẫn nhớ đến nhà. Nhớ đến người thân quyến thuộc, không buông được. Thần ra rồi, tâm chưa ra, thì không ít gì. Loại thứ hai, tâm xuất thần bất xuất cư sĩ ở nhà tu hành họ thật sự đã ra rồi vì sao vì tâm họ đã ra thân tuy có nhưng tâm họ không có cái này cao loại thứ ba thân tâm đều xuất đây chính thực sự là người xuất gia là tiêu chuẩn của người xuất gia loại thứ tư thân tâm đều không xuất đây là người ở nhà không học phật hoặc giả lúc học phật nhưng rất lưu luyến nhà Phạm phu tạo nghiệp Cho nên nhà có bốn loại Xuất cũng có bốn loại Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế Ngài hiện bày ra cho chúng ta thấy Ngài là thân tâm đều xuất Nên Phật chứng được quả vị tối cao Còn có một cư sĩ tại gia Duy Ma Cật duy ma cực thì hiện là tâm xuất thân không xuất ngài cũng thành phật điều này nói thân xuất hay không không sao cả quan trọng nhất là tâm cư sĩ tại gia có thể thành bồ tát có thể thành phật đức thế tôn khi còn tại thế hai vị phật đồng thời xuất hiện ở thế gian một là phật tại gia một là Phật xuất gia Quý vị đọc kinh Duy Ma Quý vị thấy Cư sĩ Duy Ma giảng kinh dạy học Phật Thích Ca Mâu Ni Phái đệ tử của Ngài đi nghe kinh Xá lợi Phất Là bậc trí tuệ đệ nhất Trong hội của Thế Tôn một kiện nghi là thần thông đệ nhất Phải những đệ tử này Đi nghe cư sĩ Duy Ma giảng kinh Thấy được cư sĩ Duy Ma đảnh lễ ba bái Đi nhiễu phí khử ba vòng Sự cung kính lễ tiết đó Cũng giống như đối với Phật Thích Ca Mâu Ni vậy Cho nên Phật Pháp là sư đạo Sư đạo là vị thầy lớn nhất Không thể nói thầy này là người xuất gia Đại sư chúng ta gặp họ phải nên cung kính Còn thầy giáo này là cư sĩ Chúng ta xuống thấp một bậc tâm liền kinh mạng Như vậy là sai Hoàn toàn sai rồi Căn bản không hiểu được Cư sĩ tại gia tu hành chứng quả Không khác gì xuất gia Bồ Tát Nói cách khác Rốt cuộc tu hành là nên xuất gia hay nên tại gia Nhân duyên mỗi người không giống nhau Không có chướng ngại giống như những đạo lý này bây giờ không ai giảng trong cửa phật xưng hô là hòa thượng gọi là hòa thượng quan hệ có thể không giống nhau hòa thượng không thể gọi tùy tiện hòa thượng là tiếng phạn tiếng ấn độ ý nghĩa là gì là thần giáo sư Pháp mà chúng ta học được Tự thân thầy giáo này truyền cho chúng ta Họ là thần giáo sư của chúng ta Dùng tiếng Ấn Độ họ là hòa thượng của chúng ta Chư vị đã biết được hòa thượng của tôi là ai chứ? Lý Bỉnh Nam Lão Cư Sĩ Ngài là hòa thượng của tôi Tôi theo Ngài 10 năm Đại thừa Kinh Giáo Pháp môn tịnh độ Đều là do Ngài truyền cho tôi Xuất gia Có hòa thượng thế độ Có hòa thượng thọ giới Có hòa thượng giới Có hòa thượng thế độ Đó đều là kết duyên Là sư phụ lãnh vào cửa Tu hành là cá nhân Trong hòa thượng Tôn trọng nhất, lớn nhất Gọi là hòa thượng truyền pháp đời này của chúng ta có thành tựu hay không có quan hệ rất lớn với thân giáo sư có quan hệ không lớn với thế độ sư cũng có quan hệ không lớn với truyền giới sư lớn nhất chính là vị thầy trực tiếp chỉ đạo cho chúng ta tu hành vị thầy này lớn nhất nhà phật gọi là pháp tử gọi là truyền pháp Những thường thức này chúng ta đều cần phải biết Phật Pháp thực sự nói về sự tu hành thành tựu của quý vị Thế cho nên ý nghĩa xuất gia rất sâu